món gỏi gà rau lang. Nhiều người mới nghe qua thì thấy lạ lắm, nhưng mà với những ai đã từng được thưởng thức rồi đó quý vị, thì sẽ thấy đây là món ăn thanh giòn, có cái gì hơi chát nhẹ nhưng cũng ngọt nhẹ, hài hòa cùng với cái chua chua ngọt ngọt đậm đà, ăn vừa lạ miệng lại vừa ngon nữa chứ. Rau lang tuy là loại rau bình dân nhưng lại rất tốt cho sức khỏe nha, vừa giúp ổn định đường huyết nè, lại chống oxy hóa, lại còn tốt cho đường ruột nữa chứ. Rau lang mình đem luộc đem xào gì cũng ngon, mà đem trộn gỏi gà là ngon nhất nhỉ. Món gỏi gà rau lang, y như tên gọi của nó, nguyên liệu chính chỉ có thịt gà vườn và mớ đọt rau lang hái ở trong vườn nhà. Hoặc nếu mà xiên xiên chút thì kéo thêm mấy đọt lục bình non ở dưới đìa để trộn gỏi chung thì lại càng tăng thêm mùi vị. Rau lang lặt bỏ cọng già, bỏ bớt phần lá, đọt lục bình chỉ giữ lại phần non. Hai thứ này đem rửa sạch với nhiều nước. Riêng đọt lục bình đặc trưng khi ăn sống sẽ có nhiều mủ nên bị chát. Do vậy các bà nội trợ thường sẽ đem đọt lục bình bóp với một chút muối rồi vắt rửa vài lần. Như vậy rau sẽ bớt chát đi rất nhiều. Lục bình và rau lang khi đã rửa sạch rồi thì để một hồi cho ráo nước. Lúc này nồi cháo gà cũng đã chín, hột cháo nở bung ngon lành, còn con gà luộc cũng đã nguội bớt. Vậy là chỉ một lát nữa thôi là cả nhà sẽ được thưởng thức món gỏi gà rau lang ngon lành, lạ miệng, mang hương vị của miệt vườn phương Nam. Gỏi gà thì thịt gà phải được xé phai mới là cách ăn đúng điệu người miền Tây nghe. Còi xé thịt thành miếng bự bự một chút, đặng lát ăn cho nó đã miệng nè. Còn hai cái đùi với những thớ thịt chắc đụi thì để nguyên cái, để lát nữa tụi nhỏ nó cắn ngập răng mới khoái. Gà xé xong rồi thì bỏ rau lang và đọt lục bình vô, chan thêm vài muỗng nước mắm tỏi ớt, chanh đường, chua chua ngọt ngọt, rồi trộn đều rau và thịt gà lại với nhau. Trong khi trộn nhớ dùng tay bóp nhẹ phần rau cho hơi dập một chút xíu, để từng cọng rau được thấm đều gia vị hơn. Nhớ cắt bỏ vô mấy cọng rau răm cho thơm. Xong xuôi thì đơm gỏi ra dĩa, rắc thêm hành phi để tăng thêm mùi vị. Múc tô cháo nóng, đâm thêm chén muối ớt, rồi nặng vô miếng chanh chua chua. Sau đó dọn lên bữa ngon là có liền món đồng quê gỏi gà trộn với rau lang và đọt lục bình để cả nhà cùng thưởng thức. Món gỏi dọn lên, giữa màu trắng của những thớ thịt gà nổi bật lên màu xanh non mướt của hai loại rau quê bình thường, dân dã nhưng hứa hẹn nhiều vị ngon. Dù là thịt gà hay rau lang, đọt lục bình, thứ nguyên liệu nào cũng bóng mướt do thấm đều gia vị. Chỉ nhìn thôi là muốn ăn lắm rồi. Gấp thịt gà chấm vô dĩa muối ớt chanh. Phải công nhận thịt gà vườn ngon thì khỏi chê rồi đó. Kết hợp muối ớt thì mặn mặn, cay cay, hơi chua nhẹ. Nó hợp rơ tới nỗi mà càng nhai là vị ngon như càng quấn lấy chân răng vậy đó. Mấy đứa nhỏ chia nhau hai cái đùi gà thịt dai ngon chắc đụi. Xong thì khoái chí cạp mấy phần cánh gà, cổ gà. Tuy có nhiều xương chút nhưng mà cảm giác thú vị lắm. Người lớn thì lại mê ăn rau hơn. Rau nhai ở trong miệng giòn rau ráo, làm kích thích vị giác. Đọt lục bình nhai xốp xốp lạ miệng lắm. Còn mấy cọng rau lang thì còn dương lại một chút xíu vị chát. Nhưng trong cái chát có hậu ngọt, ăn vô là nghe thanh mát cái bụng dạ. Bữa cơm của người dân miền Tây có thể sẽ đơn giản hơn rất nhiều trong những khi ngày mùa tất bật. Lúc đó chỉ cần chiên con khô rồi chặt trái dừa làm canh là cũng đủ no lòng. Nhưng chỉ cần có một chút thời gian nông nhàn là bà nội trợ sẽ bù đắp cho cả nhà bằng bữa cơm với những món ăn chất lượng, ngon lành và đủ đầy dinh dưỡng. Bữa thì canh chua tép,
bữa nấu cá kho khô, kho lạc, rồi ớt kho, gà kho, canh gà nấu lá cách, hay xuyên xuyên hơn là có món gà hầm sả, hay gà nấu cháo xé phai trộn gỏi chung với mấy thứ rau quen thuộc như chuối cây, bắp cải, rau càng cua, hay là mớ đọt rau lang, đọt lục bình, xanh giòn, lạ miệng. Món gỏi gà rau lang chưa bao giờ là món ăn cao sang, cũng chưa hẳn là món mà ai cũng thích. Nhưng chắc chắn đó là sự kết hợp độc đáo giữa cái mềm thơm của thịt gà và cái giòn của rau, thêm một chút chan chát, thêm một chút chua chua ngọt ngọt, giúp thanh mát cái bụng dạ trong những ngày nắng nóng. Thiệt không còn gì bằng cái cảm giác cả nhà cùng quây quần bên cái bàn tròn kê ở trong bếp, rồi cùng nhau thưởng thức món cháo gà và gỏi gà xé phai trộn rau lang, rau lục bình, rạc ri mùi vị gần gũi và dân dã của miền quê sông nước. Vừa húp cháo gà, vừa gấp gỏi, vừa thưởng thức vị ngon, vừa hòa mình vào không khí gia đình sum họp và tận hưởng cảnh quê thanh bình. Cuộc đời này nghĩ ra thì chỉ nhiêu đó thôi là hạnh phúc vô bờ. Có nhiều ý kiến cho rằng á, người miền Tây cứ hễ luộc gà nấu cháo là sẽ đem xé gà ra rồi trộn chua chua ngọt ngọt để làm thành gỏi như vậy. Cũng khó nói lắm quý vị. Có lẽ là do cái sự trù phú của các loại sản vật, rau trái của xứ này, lại thêm cái thói quen ăn uống của vùng khí hậu nhiệt đới nè, nóng ẩm nè, đã làm nên cái phong cách ẩm thực đa dạng, phong phú và phóng khoáng như vậy chăng? Món gỏi gà rau lang hay là những món gỏi miền Tây mà chương trình đã giới thiệu đến quý vị trong kỳ này đó đều là những món ăn như vậy. Nó không gò bó trong một cái khuôn khổ nào hết á. Cũng không phải là những loại nguyên liệu cao sang đắt đỏ, chỉ là những thứ rất là gần gũi quen thuộc thôi, nhưng cứ khiến cho người ta phải thương, phải nhớ. Ở quê hương phương Nam, có thiếu gì thì thiếu chứ chưa bao giờ thiếu sự hiện diện của các loại rau. Từ những loại rau được trồng thành luống, thành liếp cẩn thận ở trong vườn nhà, cho tới rất nhiều những thứ rau mọc hoang mọc dại với mùi vị đặc trưng được nhiều người thương nhớ. Nếu bình dân đơn giản thì có món rau luộc, rau xào, rau nấu canh. Còn như cách chế biến cầu kỳ hơn một chút xíu thì nhất định phải kể tới đa dạng những món gỏi rau ở xứ này. Gỏi rau miền Tây, nó không chỉ đơn giản là một món ăn đi qua bao tử nữa, mà còn giúp kể nên câu chuyện về sự kết hợp nguyên liệu tài tình của người dân địa phương để nâng tầm mấy thứ rau quê bình thường, dân dã, trở thành hương vị ngon lành, nên thuốc và tốt cho sức khỏe. Ở miền Tây, có loại rau càng cua là thứ rau dại mọc ở dưới gốc cây râm mát hay ở mé mương bìa. Không có mùi thơm, cũng chẳng có vị ngọt ngào, nhưng bù lại nó có vị giòn mát, rất hợp để trộn thành món gỏi ngon đúng điệu. Rau càng cua có thể trộn gỏi với tép rông, tép trấu, hay có mớ thịt bò xào để trộn gỏi chung, rưới thêm một chút giấm đường là có liền món đưa cay cho mấy ông khoái lắm. Rồi cũng từ ở trong vườn nhà đó, lúc nào cũng có mấy bụi chuối tùm tươi tốt. Khéo léo sắn khúc chuối cây vô, đem lột bỏ bẹ già ở ngoài, rồi tùy theo ý thích của từng nhà mà sắc dọc hay sắc ngang, đem ngâm vô nước mưa cho trắng, sau đó mới vớt ra, rồi đem trộn với gỏi gà hay gỏi vịt gì cũng hợp rơ dữ lắm. Chuối cây giòn giòn xốp xốp kết hợp cùng vị ngọt của thịt vịt, thịt gà, lại thêm gia vị chua ngọt đậm đà. Chỉ kể ra thôi mà nước miếng nó chảy vậy hà. Ở chợ quê miền Tây lúc nào cũng có bán nhiều rau lắm. Mỗi chợ sẽ ưu tiên bán những loại rau đặc sản ở địa phương mình. Như đi thăm chợ Châu Đốc
sẽ thấy có bán rất nhiều đọt lá sầu đâu non mướt. Nhìn nó là cứ muốn mua về để làm thành món ngon. Nướng con khô cá lóc hay nướng mấy con tép đồng, cá đồng, rồi pha chén nước mắm me chua ngọt cay cay để trộn gỏi chung với lá sầu đâu đã được trụng sơ qua với nước sôi. Cái món gỏi sầu đâu khi ăn thì sẽ cảm nhận cái vị đắng ngắt đắng ngơ, nhưng trôi xuống cổ họng là một vị ngọt thanh tao, quyện cùng cái vị chua ngọt của mắm me và vị đậm đà của khô nướng, cá nướng. Món gỏi sầu đâu dân dã này không phải ai cũng ăn được đâu, nhưng một khi ai đã ưng cái vị đắng của nó thì đây chính là món ghiền, nhất định phải thưởng thức thêm nhiều lần nữa. Rồi còn món gỏi vịt bạc hà nữa ngang. Bụi bạc hà được trồng ở một góc vườn nhà, tưởng chỉ có thể đem nấu canh chua, nhưng mà đem trộn gỏi cũng hợp lắm. Cộng bạc hà xốp xốp giòn giòn, thịt vịt thì chặt thành miếng vừa ăn. Hai thứ này sẽ được trộn gỏi cùng với nước mắm đường thắng kẹo, nên dù là món ăn quê mùa, đơn giản, nhưng đem lại mùi vị ngon lành, độc đáo lắm. Hay mấy cọng rau muống đỏ mọc tràn ở ngoài bờ kinh, mé đìa, đem vô làm dưa chua, sau đó trộn gỏi với miếng thịt ba rọi. Nhanh gọn lẹ vậy thôi là đã có món gỏi ngon lành, ai ăn cũng khoái. Rồi còn mấy cọng rau tai tượng nữa chứ. Gỏi rau tai tượng khi nhắc tới thì thấy, chèn ơi, cái món gì mà nó đơn giản dữ lắm, có cầu kỳ gì đâu. Nhưng mà đối với cái bụng dạ dễ chịu của người dân quê mà nói, thì khi ăn, nó bắt hổng ngờ luôn đó. Ở quê được cái, rau trái luôn sẵn có ở trong vườn nhà, nên tiện lắm. Khi cần làm đồ ăn thì chỉ việc lội xuống mương kéo lên mớ bông súng, đem về tước vỏ, rửa sạch, bóp cho dập dập một chút xíu, rồi trộn gỏi với mấy thứ tép đồng lộn xộn. Chỉ vậy thôi là có dĩa gỏi bông súng thanh giòn, ngon miệng.